Hello, hello, hello mọi người. Xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại xem video ngày hôm nay. Video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới mọi người sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Bozo 3008 4008 2018 đến 2022. Chúng ta sẽ cùng nhìn sơ qua xem riêng cái bản này nó sẽ có đặc điểm gì nổi bật so với cái bản Bozo 208, 308 và 508. Thì nhìn về sơ qua của lốc thì chúng ta sẽ nhìn thấy là dòng lốc này là sử dụng bắt vào phần động cơ là ba chân, hai chân trên và một chân dưới. Mặt bích thì khá là đặc biệt, ở cái phần Bozo nó chỉ khác nhau một chút về mặt bích này thôi và cái chân, nhưng đặc điểm nổi bật ở cái dòng 3008 và 4008 đời cao này nè, cái mặt bích đường hồi là phía trên và nó sẽ hơi chéo lên, cái mặt bích đường cao thì nó sẽ ở dưới. Lốc được điều khiển và hoạt động đóng mở 100% bằng cái van đuôi. Đây chính là cái van đuôi. Đây chính là cái van đuôi của lốc nha anh em nhé. Đây. Đây là cái buli. Đây chính là cái buli để lai dây curoa điều hòa. Bản này của nó thì sẽ lai là bản 60k. Đây là chiếc ốc để chúng ta châm xả bọ thêm dầu. Lốc được lắp ghép với nhau qua 3 phần, một phần đầu, một phần giữa và phần đuôi lốc, được lắp ghép và kết nối với nhau bởi con ốc xuyên suốt qua thân. Đây anh em có thể nhìn này, nó xuyên suốt qua thân từ đầu đến cuối. Đây em sẽ quay một vòng để anh em cùng nhìn sơ qua. Đây nha. Bây giờ em sẽ quay từ từ thôi. Nhiều anh em nhắn tin vào Zalo bảo em nói nhanh quá, quay nhanh quá. Em sẽ rút kinh nghiệm là quay từ từ để cho anh em rõ hơn. Đây anh em nhé. Đây chính là ba phần bắt vào chân lốc này. Đây là đường mặt bích để chúng ta bắt đầu co cút điều hòa. Đây chính là cái phần van điện này. Đó. Để chúng ta cùng nhìn nhé. Đây là phía mặt đuôi lốc này. Đó. Đây chính là cái đuôi lốc này. Đây chính là cái điểm mà sẽ bắt van đuôi lốc. Bởi vì lốc này sẽ được điều khiển hoạt động 100% bằng đó. Đây là phía bên cái ba chân vận ốc này, buli này. Đấy, cái cổ của cái so với buli thì nó sẽ hơi đua ra này. Đây, lốc này là 100% gioăng thân bằng gioăng thép này, bằng mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy này, nên nó cái tỷ lệ mà nó hở được rất là ít. Đây, con ốc để chúng ta xuyên suốt qua thân để lắp ghép ba phần thân với nhau. Cái dòng mặt hít của dòng này nó cũng khá là đặc sắc này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy không? Ốc của nó sẽ không phải là ốc thường nha anh em nhé. Dòng xuất Âu này. Đó. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Bozo 3008 và 4008. Cảm ơn mọi người đã cùng với chút thời gian xem video của em. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 có 319 Tam Kinh. Số liên hệ là 0856727222. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.